Thời gian qua, ngành than và ngành điện được nhắc đến nhiều hơn bởi câu chuyện hàng loạt nhà máy thủy điện trên cả nước không hoạt động được hết công suất thiết kế vì thiếu nước, trong khi một số nhà máy nhiệt điện cũng phải tạm ngừng hoạt động vì khan hiếm nguồn than, dẫn tới nguy cơ thiếu điện trong mùa khô. Điều đáng nói là dự kiến năm 2019, nhiệt điện than chiếm tới 48% lượng điện của cả nước, thì thời gian qua, nước ta đứng trước một nghịch lý, than được xúc lên xuất bán sang Trung Quốc với mức giá được cho là bèo bọt, rồi lại nhập khẩu than của nước ngoài như Indonesia, Nga, Australia và cả Trung Quốc với giá cao. Theo lý giải của ngành than, nỗi lo thiếu than là chưa kịp khai thác bởi để sản xuất ra một tấn than, trung bình phải đào khoảng 13 mét khối đất đá và phải mất nhiều thời gian để khai thác. Trong khi ngành điện được dự báo, việc thiếu nhiên liệu và đẩy giá than lên cao có thể sẽ tạo áp lực lớn lên chi phí sản xuất điện trong thời gian tới. Cuộc khẩu chiến điện than kéo dài khiến chính phủ phải vào cuộc và trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra ngày 3 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải lên tiếng cảnh báo một số đồng chí sẽ mất chức nếu nguy cơ thiếu điện trong năm 2019 trở thành sự thực. Cuối cùng, thông qua nhiều cuộc họp giữa hai ngành, nỗi lo chiến bước đầu đã có phần hạ nhiệt. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực khoáng sản, thì hiện nay ngành than đang để thất thoát một lượng tài nguyên rất lớn do công tác quản lý còn lỏng lẻo. Nhiều nơi khai thác đã sử dụng than vô tội vạ như một loại khoáng sản có thể tái tạo, thậm chí còn gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Hiện tại, hoạt động khai thác tàu tán than lậu vẫn diễn ra nóng bỏng ở nhiều vùng đất mỏ. Trước thông tin gây sốc trên, nhóm phóng viên báo điện tử Vietnam Plus đã dành nhiều tháng đi thực tế, nhập vai điều tra về các hoạt động khai thác, mua bán, sử dụng vàng đen tại một số mỏ than của các ông lớn như Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, v.v. Sau hơn nửa năm tiếp cận, nhóm phóng viên đã ghi lại hoạt động khai thác than theo kiểu ăn xổi, phương thức vận chuyển, tuần bán than trái phép bằng cả đường bộ và đường biển, sự móc nối của lực lượng bảo vệ mỏ, bộ phận điều độ với người mót than để tuôn vàng đen ra ngoài. Việc sử dụng than vô tội vạ khiến những dòng suối, cụm công nghiệp bỗng đầy than, xít thải, sự bao che, làm ngơ của lãnh đạo địa phương cho các điểm tập kết than trái phép vô tư tồn tại. Đáng nói là, để có những tấn vàng đen lậu từ các mỏ than được tuồn chót lọt ra thị trường, phải qua một chuỗi công đoạn tinh vi bằng hình thức xuất ngoại giao, hay những bản hợp đồng ma bán sái thải để lách luật, cùng sự góp sức của nhiều mắt xích né tránh kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chống buôn lậu. Cứ thế, hàng chục, thậm chí cả trăm, hàng ngàn tấn than ngày đêm được thẩm lậu ra ngoài, làm thất thoát một lượng tài nguyên khổng lồ gây thất thu cho ngân sách nhà nước.